Theo đó, khoảng giữa tháng 5, Cường bàn bạc với Trần Đức Toàn, 28 tuổi, và Nguyễn Duy Thiện, 28 tuổi, tổ chức cá cược trên YouTube của mình. Cường phát trực tiếp video, bình luận về các game thủ nổi tiếng trên thế giới chơi trò liên minh huyền thoại và kêu gọi người xem tham gia đặt cược cho thứ hạng chung cuộc của các game thủ này. Tại phần bình luận, Cường đăng tải đường link hướng dẫn người chơi đặt cược. Để tham gia, con bạc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Khi trận đấu kết thúc, căn cứ kết quả thứ hạng thi đấu của game thủ, nếu thắng, con bạc nhận về 1,85 lần số tiền đã đặt cược. Người thua sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược. Thông thường một ngày, Cường livestream 2 lần. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ ngày 14 tháng 5 đến nay, tổng số tiền các đối tượng đã chuyển vào, rút ra để tham gia đánh bạc là khoảng 70 tỷ đồng, với khoảng 60.000 giao dịch đặt cược, cá độ của khoảng 1.000 con bạc. Số tiền các đối tượng hưởng lợi lên đến hàng tỷ đồng. Ngày 25 tháng 9, cơ quan chức năng triển khai đồng loạt 9 tổ công tác, tổ chức khám xét nhà của Đặng Mạnh Cường và 11 đối tượng, thu giữ 5 máy tính, 11 điện thoại và nhiều tài liệu khác có liên quan. Hiện Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 12 bị can về tội tổ chức đánh bạc.